Đúng là đáng lẽ vừa lúc nãy phải phải để cái quay vào cái mặt thuận sáng này vào, nó có cái phông thôi. Cái tường trắng kia thì nó nổi hơn. Quay lại các bác một lượt nhé. Đấy. Nhìn nào. Chậu tàu nhưng chậu tàu mới. Khá là hợp. Rêu đẹp. Đấy các bác nhé. Rồi. Ok. Vào các bác, mưa gió mà thấy cái rêu nó mướt quá, đâm ra là phải thịt luôn con này cho nó máu, con sộp. Đây là cái sộp các bác nhá. Thì chính lại các bác là cái sộp. Tí nữa em sẽ phân tích được sao lại là sộp và là sao lại túc, túc khác sộp ở chỗ nào các bác nhá. Thấy nó phê quá. Và cái tán các bác nhìn nó như rừng ấy, mà lá nó như bôi mỡ, kinh khủng khiếp. Cắt được rồi, cắt được rồi. Chân bệ này, rêu ăn và rêu rồi, sướng. Đắp rêu này, thoải mái luôn chứ không có đắp thưa thưa như các bác mà phải mua đâu. Đấy. Thì vật cái này nhưng mà bê được ra đây nặng, nặng quá, nặng hơn hôm trước nhiều quá. Đấy, bây giờ cắt nó tùm này, các bác nhìn cũng không thấy gì đâu. Thì em cắt con này xong rồi khoe lên cái thân bệ và cái rêu và cái đường hướng sau này và tại sao nó lại túc mà lại sao lại gọi là sộp nhá. Chuyển luôn đang máu hơi ngược sáng tí. Đây các bác nhé, nhìn vào cái cây túc được phân biệt túc và sộp thì có hai đặc điểm. Các bác đừng nhìn vào quả bộ nhé, quả thì có cây có cây không thì biết nhìn vào đâu. Thì cây này là cái lá cây sộp. lá cây sộp thì nó đẹp hơn lá cây túc vì nó gọn hơn, nó ngắn hơn, nó tròn hơn và nó mỡ và nó mỏng hơn như này. Còn cái lá cây sộp, lá cây túc giá mà có ở đây thì tốt quá. Cây túc ấy thì nó cái lúc nó non ấy là nó đỏ thôi nhé. Còn cái lúc cái sộp này nó non là nó tím tím. Và cái thứ hai ấy là cái lá cái sộp ở đây rồi, cái lá cây túc ấy thì nó nhìn nó như cái lá xoài, lá trứng gà, nó dài hơn và nó gần nó nổi nó rõ rệt hơn. Đấy, phân biệt như vậy. Đấy, lá nó như cây xoài ấy, hoặc là cây trứng gà ấy. Đấy, thì là cây túc nhá. Và thân nó có màu sắc, nó không trắng trắng như này mà thân của cây túc nó hơi tím tím, nhưng mà cái lộc của nó lại đỏ chót, đỏ thẫm. Còn cái lộc của con sộp này nó hơi tím tím đấy, chứ thân nó lại không màu tím. Một số đặc điểm như vậy các bác nhé. Cắt rồi, nó như cái sung nếp sung tẻ kiểu vậy. Cắt sơ sơ để nhìn thấy trong đấy, nhìn như nào xong rồi cắt tiếp, nó không nhìn thấy. Nó nhựa lắm các bạn. Alo.
mấy hôm nữa lại đỏ chót các bác. Cắt đâu như phá rừng ở đây. Thank you.
Tối quá các bác nhỉ, hơi khó nhìn. Chào chị, đây các bác ơi, sáng sủa hơn chưa? Khác hoàn toàn so với cách đây mấy tháng luôn. À đây,
minh chứng rõ nhất đây là cái lá của cây sộp đây, nó tím tím như này nhá, nó tím tím và nó tròn, lá nó bóng mỡ hơn, cái lá túc nó dài lắm, nó cứng lắm các bác, nó đỏ tươi ấy. Thì lá nào cũng đẹp cả, cây nào cũng đẹp cả, cây nào cũng có quả các bác nhá, chứ không phải là không, sớm hay muộn đâu. Đấy. Đây cái này em sẽ tính là nuôi thay cái tay này, rồi em sẽ cắt lên đây, hiện tại đang để cho nó ấm bóng cho nó vui thôi, sau cắt lên đây không, nếu mà không tỏi ở đây thì nuôi cái này. Đấy. Vừa nãy đang quen kéo, tí nữa thì thịt mất mấy cái này, nó rậm quá. Đấy, rậm quá này. Các bác nhìn, chỉ cần một tuần sau lại đỏ chót luôn, nó tím tím đỏ đỏ các bác, chứ không phải là tím thẫn thôi nha. Đấy. Mấy hôm nữa nó sẽ lồng non lại phê luôn. Đấy các bác. Hơi khó quay này. Đấy. Còn cái rìu thì là cái bệ các bác nha. Cái bệ này. Cái bệ. Đấy. Khi mà nó ăn được đất và hút được dinh dưỡng, nó bốc kinh khủng luôn, cái cây này nó bốc ngã man luôn, kiểu như tưới kích thích các bác, mà thực tế nó có được bón cái gì đâu, chỉ có mỗi đắp rêu thôi để giữ ẩm, chẳng có cái gì. Đấy. Có cái vết cháy này, kệ nó thôi, chẳng vấn đề gì, kệ nó thôi. Đấy. Cái này sẽ thay ngọn, bởi vì là cái này sẽ có một cái bông đỡ ở đây này ra đây, hoặc là một cái bông đỡ lên đây, chỉnh cái ngọn này ra đây một chút, để cái này phóng xuống đây, chiếu xuống mặt này, giật mấy cấp chiếu xuống mặt này. Cái cành này nó không nó bị, ngày xưa nó có một cái bông đỡ ở đây thì khá là ổn, nhưng mà nó bị toạc mất. Đây, nhìn có vết toạc này. Đấy. Và nó cắt ở đây, là lấy uốn dây thì thôi thì nó cũng cứ dần dần hoàn thiện thôi. Đấy. Bởi là dòng cây to và lá to, mình phải để nó rộng ra một chút thì mình cũng triển bông tán được. Lăm nó rất là mập. Cây mini nó lại khác, cây này là thuộc những cây cũng cỡ cỡ rồi. Mini thì càng rụt rịt càng nhìn càng yêu. Cái này thì vẫn rụt rịt nhưng mà nó khoảng cách nó phải dài ra một chút thì mới triển được bông nhé. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác nha. Phải đứng xa mới quay hết được. Đó. Ngang khung hình một chút. Đây các bác. Rồi, chào các bác.